Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, sẽ có trên 160.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19 và phấn đấu hoàn thành trong quý 2 năm nay. Thời gian cụ thể, theo các đợt phân bổ của Bộ Y tế, vaccine được sử dụng là Pfizer và Moderna. Trong đó, vaccine Pfizer tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có hàm lượng 10 microgram bằng 1/3 so với hàm lượng vaccine tiêm cho người chưa 12 tuổi và không sử dụng vaccine của người lớn để tiêm cho trẻ em. Vaccine Moderna sử dụng cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi cùng loại vaccine dùng cho người lớn, nhưng liều sử dụng chỉ bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Các điểm tiêm chủng được ưu tiên tổ chức lưu động tại các trường học. Khi tiêm, cha mẹ hoặc người giám hộ phải ký phiếu đồng ý tiêm chủng. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền với tinh thần tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi đối với trẻ em, là trách nhiệm đối với cộng đồng.